Anh em nào muốn làm giàu lên ngay Saber88.me, hệ thống chất lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao. Đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Dâu, bà con sâu, chào mừng 500 anh em quay trở lại cùng với Aminzy trong C bình luận PK lên server. Và đây là Bolaso đến từ server QQ. Và chúng ta cùng đến với chế độ sớm mắt anh em nhé. Đừng quên 30 giờ ngày, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Nhớ theo dõi và ủng hộ dành cho Aminzy. Ngoài ra thì chúng ta còn có kênh DM YouTube nữa. Đây là kênh chuyên đăng tải những clip hàng ngày. Anh em nhớ theo dõi và cũng ủng hộ đúng không? Theo dõi và ủng hộ. Đây cái kênh bên này thì làm ít clip hơn kênh bên DM YouTube đấy nhá. Anh em thích xem về thế giới cao F98 thì có thể sang bên này. Bên này thì sẽ cập nhật rất nhanh cho anh em những cái thông tin, những võ sĩ hay là những cái gì mới, nói chung là những kiểu như vậy. Đúng không? Mặc dù là không làm clip nói nhiều giống như kênh bên này, nhưng mà kênh bên này thì kênh bên DM YouTube này thì nó sẽ update những cái thông tin mới cho anh em. Server GIV và server QQ gần như là hai server gọi là tách biệt hẳn với nhau cho anh em có cái nhìn nó rõ ràng hơn. Tại sao thì mình không update những cái thông tin kiểu server Taiwan hay là ở bên server US nhiều, thì server Taiwan, server US thì nó lại đi sâu với server QQ này. Nên là nó, nếu mà để nói về sự khác biệt thì nó chỉ có server US và server GIV mà thôi. Đó lý do tại sao mình sẽ chỉ đăng đa số đăng clip về hai server đó là nhiều, đúng không? Nào, đến với game đấu đầu tiên đi. Và đối thủ đầu tiên của chúng ta sẽ là đó chính là Saiki của server 424. Saiki của server 424, Billy và Nokuru. Chế độ sớm mắt anh em nhé, lựa chọn Nokuru hợp lý hơn với khả năng phá boot. Teddy đi, biết đâu nhặt được Mari thì sao. Namlet, vũ khoan thần tốc, âm dương vách công tử. Và Vanet đây rồi, âm dương vách công tử. Kia có Hao Hát, hai anh em nhà Zero. Hao Hát và hai anh em nhà Zero. Hao Hát với hai anh em nhà Zero thì không ăn thua. Hao Hát với hai anh em nhà Zero thì kèo này không hít được mình anh em nhá. Ấy à, quên mất còn có cả Mai Vơ nữa. Còn vậy là chúng ta có hai anh em nhà Hao Hát, hai anh em nhà Mai à. Vãi thật, hai anh em nhà Mai quả này nó nộ thì nộ khí xu thiên luôn anh em. Hai anh em nhà Mai mà để con Mai thì nó nộ khí xu thiên luôn đấy. Máy ở Vanet có độc chiều anh em, có độc chiều thì chết với nó đấy. Mày nộ trồng bộ ra nó chém khi Vanet bay màu. Chọc ở đâu cũng chết rồi nha các bạn. Đấy, anh em thấy tôi nói chuẩn không? Tôi bảo chọc vào đâu thì cũng chết thôi. Vấn đề là mình mang con gì vào. Không có tanh cứng thì hơi sợ đến cái mình vừa rồi. Không biết cho con gì vào. Vấn đề vừa phát vừa rồi Vanet thì chết thì cũng tiếc. Thả mất cái gì hơn mất cái Vanet. Chỉ sợ nó chém mình. Quá ồn ồn chả nhìn con Hào Hát nó chém rồi. Tao không biết phải nói là con Va rồi về con Hào Hát chém lại mê hồn luôn. Chém vũ tầm luôn nha. Vanet còn này có trí. Chảy máu thì thốn nhỉ. Vanet còn này có trí đấy. Ôi dồi ôi. Bạn ơi hãy lên. Ui dồi ôi. Người chơi hệ út trí à. Một tình huống này Lin ăn mừng như này anh ơi. Một tình huống cứ cổ đến từ vị trí của Lin. Và 1-0 dành cho Bolaso. Chúng ta cùng đến với game đấu số 2 nào. Tại sao game đấu số 2 chấm đến từ server 241. Ramon khá ngon nhưng Maxima
sự lựa chọn tốt hơn. Ai dạo này là đau cổ nhỉ. Miku và cái ghế bắt đầu lại cứ tụt chị. Ai xa một sự lựa chọn chính xác. Đã Miku lại còn cặp đôi long sở hổ nữa thì bên kia chống thế nào này các bạn? Nhưng công nhận cảm giác ngồi ghế nó sướng thật. Đã Miku lại còn cặp đôi long hổ nữa thì bên kia lại cứ dí ra chống của trời. Bạn hãy chống với chúng tôi, hãy chống với những người. Đúng là thoải mái, thật so qua mùa rét của cảm giác. Mình không thích mùa đông lắm các bạn. Mùa đông với mùa hè, mùa đông hơn. Mùa nào thì cũng có cái hay, mùa nào thì cũng có cái dở. Mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì nóng lực. Nhưng mà được cái mùa đông thì lại hay kê giường. Đấy, các bạn nhìn thấy cái giường đằng sau mình không? Mùa đông thì hay kê giường lắm. Mùa không có cái tải tựa lưng. Đây, tình hình này. Năm sau mua cái ghế, công đấy học cái ghế mà nó chỉ có một cái mông với cái lưng lên nhà mà nó không có chân ấy. Nó như thế này đúng không? Các bạn làm cái ghế đấy, ngồi. Làm cái ghế đấy, ngồi, bị hợp lý. Đi ngồi vào con hàng này. Úi giời ơi, con hàng nó chất lượng như này. Con hàng nó chất lượng như này thì đây à, nếu mục tiêu à? Chúng ta cùng nhìn cú đẩy của Cao Phẩy. Ochi sẽ làm được gì trong tình huống này? Liệu rằng có hiệu ứng gì đến từ Ochi tác động lên bộ đôi lòng của anh không? Cùng chờ đợi xem hiệu ứng của Ochi mang lại là gì. Có choáng nhưng mà điều đó là vô nghĩa. Thì mà dù vậy không sao cả. Có choáng là vô nghĩa. Đấy, Rugo không hồi sinh à? Có choáng như thế là cái điều vô nghĩa rồi đó. Có choáng thì nó vô nghĩa quá. Có choáng thì nó vô nghĩa quá. Có chóng thì nó vô nghĩa quá. Và đó là sức mạnh tuyệt vời đến từ bộ đôi Long Hổ dành cho Bolaso. Chiến thắng và chiến thắng. Đó là những từ mình có thể dùng được trong trận chiến vừa rồi. Cũng đến với game đấu tiếp theo. Nhưng mà ngồi kiểu này thì cũng không tốt cho lưng nhỉ. Ngồi lắm này. Thằng lưng lên, Billy và Angle. Lựa chọn Angle đây. Lựa chọn Angle, Mr. Mitch. Tiếp theo chúng ta đấy, có Robert 202 UM. Và tất nhiên rồi, Miger. Con hàng mang đến cho chúng ta nhiều điều ở đây. La 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 la. Cuốn Mai nó cuốn đam lên thì ghê. Hay nhỉ. Con cần được chiêu nhất thì không có gì. Cuốn mới đèn. Sợ thương đốt đấy nhỉ.
May quá. Ôi rồi ôi, nhưng mà sao nó lại sai lần mất con mai của mình lại, nó cay kìa. Vãi thật đấy. Đúng lúc nó sai lần mất con mai của mình ấy. Số bữa thấy xem nhỉ. Trời ạ. Ý trời nhỏ. Trời mẹ. Cày nhở. Đúng tên Silent con mai thì thôi. Thiên ý không cưỡng được anh em. Thiên ý thì không cưỡng lại được rồi. Đây thì chịu rồi. Đây thì thân tít thì còn gì nữa anh em. Thiên ý rồi không cưỡng lại. Bãi nhủ đẹp như thế đến lúc đúng lúc cần thiết thì nó lại gỗ được quả Silent vào 10 con mai thì thôi chị. Bố tôi cũng chịu, Bulasso cũng phải chịu vào thôi. Và chúng ta thất thủ trong game đấu vừa rồi, cùng đến với game đấu tiếp theo nào. 1-2-3 của server 164. Yori được lựa chọn với cú bát chi nữ cao cực kỳ chất lượng của mình. Miku, Terry, Athena thì các bạn. Net, PC, Kula. Có lại nhà. Lại không tanh. Mạnh. Lại không tanh gió. Nhìn thấy cái sắp đào nó luôn. Không dùng DC nó cay vậy. Không dùng DC nó mới cay. Đã đến lúc nói lên câu dã từ chuyện tình yêu ai lỗi. Chuyện tình yêu xem như chúng ta chia tay từ đây. Bây giờ nó mang vào nét là nhà bảo mày chết. Đã đến lúc nói lên câu dã từ. Đó là chiến thắng của Bulasso trước 1-2-3 của server 164. Cùng đến với game đấu tiếp theo là Kyo single được lựa chọn. Đấy, nhìn thấy Kyo cái đệ ra ngay. Càng những lịch Terry hợp lý hơn. Vanet Athena. Hào hát Nam Led. Ây à, toàn con khắc. Toàn con khắc con Vanet của mình ấy. Đùa. Đã đến lúc nói lên câu dã từ. Chuyện tình yêu ai lối đi. Đấy. Chiều này thì ngon quá. Hay nhờ đẹp bài đấy. Chém cho u đầu.
Đã đến lúc nói lên câu giá từ chuyện tình yêu hai lối. Bạn quýt thì còn gì nữa. Nó có 5 mét. Trời ơi, giờ tôi mới rõ ràng nó có 5 mét. Nó là nó dành tôi, nó dành để dành cho tôi đấy à. Hóa ra nó dành cho tôi. Điều bất ngờ gì vậy? Bạn định dành cho tôi điều bất ngờ gì vậy? Em nét như có hồi nộ lên sao? Điều bất ngờ gì đến từ Athena đây? Mình bạn của Athena. Né. Lé. Chúng tôi lé. Lé lé lé. Chỉ còn 2 an toàn. Ai nhờ hay quá nhờ. Làm lé thầy à gì nhờ. Ăn béo hay đấy nhở, để quả choáng nó hay thật sự nha nhở nhá. Quả đấy không choáng là nghe chừng căng nhỉ, đúng không? Quả đấy không choáng là nghe chừng ba căng ấy, đùa không? Này thì lại xem vào F1 anh nhở, kinh. Dạo này nào gặp nhiều thanh niên CS1 chứ nhở, mà toàn dân chơi đam mê đúng không? Đúng không? Toàn dân chơi đam mê. Đam mê thật sự đấy. Và đó là chiến thắng của Bolasso. Cùng đến với game đấu tiếp theo mà, là game đấu cuối cùng rồi. Ramon anh em ạ. Sumi Hào Hát Nam Lét. À quên, ăn đéo nhìn nhau. Athena Zeo xem bước Nam Lét đi nói ấy. Đã đến lúc nói lên câu dã từ chuyện tình yêu ai lối đi. Thằng Lin chính là Lin ra đầu hợp lý hơn, bị độc chiêu Lin nó rất thúng, nhưng mà đôi khi nó lại là một cái để mà đối thủ nó viện vào cớ. Ai à? Mày biết? Đùa đấy hả? Chuyện gì đang diễn ra? Chuyện gì đang diễn ra? Đùa đấy anh trai. Anh trai đùa em đấy à? Ôi trời, mẹ Xiaomi kể đi tạo câm lặng lại bị câm lặng à? Anh trai đùa em đấy à? Anh trai hơi đùa em. Anh trai đùa hơi quá à? Anh trai đùa hơi quá rồi đấy. Chắc mà giúp con sơn mình thế à? Anh trai này rất dị. Thật sự này. Vậy có khi nhiều khi mình bị chính cái bài như này mình không nhạo được. Cái bài sao thằng này bị
Sao thằng Sang Sen bị khiêu khích nhỉ? Ảo vậy. Mình vừa nhìn thằng nào bị khiêu khích nhỉ? Chưa. Tiêu hết nộ luôn đấy anh em. Sau quả này anh em nhìn thấy Lin nó vừa đầy nộ nhá, sau khi mà Takuma chết Lin tiêu hết sạch nộ ở đây, giờ nó hiện lại. Người này bị lỗi à? Ôi thôi bỏ mẹ. À, giờ Sương Mi không có độc chiêu rồi lại để con Mari nó tuyệt kỹ kìa. Không số đèn. Mari tuyệt kỹ đây thì mình chua rồi. Ôi mày thế. Mày thế nhỏ, mẹ Mari nó không tuyệt kỹ lên đấy nha bạn. Lại quá Mari nó không tuyệt kỹ. Mari tuyệt kỹ chắc mình thua luôn. Nó vì tuyệt kỹ của Mari sờ mắt nó chảy máu. Ôi ôi, vẫn bị nó chém hẹo. Mình nói mình 5 lét tuyệt kỹ, ôi ôi, chết rồi rồi. Còn này không choáng thì thua. Ôi thua, 5 lét nữa. Ôi nó nét chưa gọi được à? Ô, nó vừa giết người ở đây mà nó ăn độ này mà nó không bẹp được à? Nhân rào chí mạng đến từ một vị đại hiệp của thế giới Samurai. Nó chính là Howard Maru đã giúp cho Bolaso có chiến thắng cuối cùng cho clip này rồi. Và clip này cũng kết thúc lại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhé. Thank you và bye bye.